ở VBA, Hồ Chí Minh City Wing không phải gương mặt thường xuyên xuất hiện trong top 4. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi tư duy, cùng tầm nhìn của họ về công tác đào tạo trẻ. Lớn đội binh đồng đều ở thời điểm hiện tại chính là thành quả của sự kiên định ấy. Là một trong những đội bóng có tầm nhìn xa bậc nhất VBA, Hồ Chí Minh City Wings nhanh chóng có cho mình lò đào tạo trẻ từ những năm đầu. Điều này mang lại rất nhiều hy vọng cho các bạn trẻ đam mê trái bóng cam, có thể được ăn tập trong một môi trường chuyên nghiệp và cũng góp phần phát triển cho bóng rổ nước nhà. Ban luyện chúng tôi phải lên kế hoạch và cũng như là tìm kiếm những cái bạn mà thật sự yêu bóng rổ, có chí cầu tiến, đam mê, chăm chỉ và tích cực nỗ lực trong các buổi tập. Bên cạnh đó thì tuy nhiên bóng rổ là cái môn chơi của những cái bạn có thể hình, thì đầu tiên là các bạn phải có những cái hình thái tốt, thể trạng tốt thì chúng tôi mới bắt đầu tuyển chọn và đào tạo. Ở cái về góc độ đội trẻ thì chúng tôi hàng tuần chúng tôi xây dựng cái kế hoạch tuần cũng như là giáo án, và mục tiêu của chúng tôi là mỗi tuần tối thiểu phải thi đấu một game và ít nhất là một game. Tuy nhiên thì trong quá trình gần giải hoặc là những có những cái giải thì chúng tôi sẽ cho các em thi đấu nhiều hơn, một tuần 2 đến 3 game. Chúng tôi cho các em trải nghiệm thật nhiều, có làm quen với cái cảm giác thi đấu, và bên cạnh đó thì chính những cái trận đấu sẽ các em sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, và ở những cái level cao hơn như ví dụ như là VBA thì các em phải đã có thời gian thi đấu nhiều thì sẽ trưởng thành hơn, và khi mà lên đội lớn thì các em không phải mất công học mới mà có thể hòa nhập nhanh với các anh ở trên đội lớn và thi đấu ngay lập tức ở cái giải cao hơn là cái giải chuyên nghiệp Việt Nam. Mô hình đào tạo của Hồ Chí Minh City Wings hiện nay có phần khác biệt nếu so với Thăng Long Warriors hay hàng xóm Sài Gòn Heat. Nếu như Thăng Long Warriors chọn hợp tác với trung tâm ASA, Sài Gòn Heat với SSA, thì Wings lại chọn cách thu nạp ngay những cầu thủ trẻ về đội và đào tạo chỉ sau một ngày tryout và một tháng thử việc. Chặng đường đào tạo trẻ của Hồ Chí Minh City Wings trong những khâu đầu tiên luôn được chú ý để đội bóng có những vận động viên phù hợp triết lý cũng như lối chơi mà ban huấn luyện đưa ra. Về chuyên môn thì chúng tôi đào tạo và chắt lọc hàng năm, chúng tôi có tuyển chọn cũng như là đào thải và tuyển chọn những cái bạn mà thực sự có tài năng, có khả năng và mong muốn, ham muốn phát triển bản thân và mong muốn chơi ở cái giải chuyên nghiệp hoặc là những cái giải cao hơn. Môi trường đào tạo của Hồ Chí Minh City Wings là một môi trường khá là chuyên nghiệp, mà theo em thấy là nó có thể là chuyên nghiệp gần như là đứng số top đầu của thành phố Hồ Chí Minh. Và môi trường này nó giúp các bạn trẻ có thêm nhiều sân chơi bóng rổ, kèm theo đó là những tập luyện thêm kỹ năng bóng rổ, ném lên rổ và có thể giúp mình lên được chuyên nghiệp. City Wing ở đây dạy em rất là nhiều, không chỉ là bóng rổ, kỹ năng, mà nó còn là cách để em quy tắc và nội quy trong cuộc sống, tới sớm, tới đúng giờ, sinh hoạt trong tập thể, rồi những cái lần đi giải thì nó dạy rất là nhiều điều. Khoảng trống mở ra, 3 điểm nữa cho Hồ Chí Minh City Wing, họ ném không biết trượt, Lê Trần Đăng Huỳnh. Hai quả 3 điểm tính riêng hiệp đấu thứ tư. Trần Văn Trung, bóng đi vào rổ, 3 điểm của Trung Trần. Cầu thủ thi đấu rất tiến bộ trong màu áo của Hồ Chí Minh City Wings từ đầu mùa giải. So if our feeder programs, you know, develop the same systems, the same styles, the same philosophies at a young age with the players, of course those kids are going to have a chance to better themselves when they're at that VBA level. Nhờ những quá trình mà kiên trì phát triển đội trẻ đội một như vậy thì sau này City Wing nó sẽ có cái lớp kế thừa. Mọi người cũng thấy là năm vừa rồi thì City Wing mặc dù sẽ sử dụng nội binh của mình rất nhiều và không hạn chế dùng một số nội binh của các đội khác nữa, thì đó là một phần thành công của câu lạc bộ khi mà các cầu thủ local mình có thể đánh được. Trước hết thì là một huấn luyện viên đội trẻ của câu lạc bộ City Wing thì chúng tôi mong muốn làm sao đào tạo thật nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành lên cho để mà trưởng thành và cung cấp lên cho đội tuyến trên là đội đi team và cũng như là đội Hồ Chí Minh City Wings tham dự ở giải VBA. Xa hơn nữa là chúng tôi mong muốn làm sao thật nhiều cầu thủ trẻ Hồ Chí Minh City Wings phát triển và có khả năng sau này đọc vào đội hình đội tuyển Việt Nam cho những cái kỳ SEA Games cũng như là giải châu Á. Hải Đăng hay Lê Trần Đăng Huỳnh chính là những quả ngọt từ lò đào tạo trẻ của Hồ Chí Minh City Wings. Và trong tương lai, đội bóng có biệt danh Anh Hai Đại Bàng vẫn đang hướng đến việc đưa thêm nhiều nội binh trẻ thi đấu ở môi trường bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam.